Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp. Tối nay em lên lô máy chữ C 12 cây ha, gọn nhẹ trên 6 dưới 6. Giá từ 1 triệu tư nha mấy anh, 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 1 triệu 7, 1 triệu 8, 1 triệu 9, 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu 2 cho đến 2 triệu 9. Và em lên lô máy hôm nay là có đề nè. Có một cây có đề em làm sẵn cho mình luôn ha. Xenon Komatsu 3400 là 34cc 36 ly. Rồi Xenon Komatsu 2634 ly có đề. TG33 Kawasaki TG33 nhớ nha, anh nào đang kiếm thì mình nhanh nha mấy anh. Kyrgyz 260 Maru 23 TB20 chạy cực giòn. Robin hay Rapid hay rất đẹp nha. Rồi Austin, Echo, Robin, Kyrgyz và một cây Rewi xài động cơ Mitsubishi tên là 20. Rồi tổng thể cho mấy anh coi ha, lô máy hôm nay vừa túi tiền ha, cỡ nào xài cũng được nha. Đó. Rồi mình mua hàng liên hệ giùm em số điện thoại này nha mấy anh. 0913136620. Số điện thoại này Zalo là Nhanh Mai ha. Cửa hàng Thành Hợp là YouTube, Facebook là máy cắt cỏ. Rồi bên em có ship hàng toàn quốc luôn. Được xem hàng, thử hàng, test máy, nổ, khởi động, cắt cỏ đứt mới nhận ha. Không đúng máy đúng hàng điện liền cho em. Và hàng khi mà mấy anh cho địa chỉ số điện thoại là em cho hàng đi về nha mấy anh. Thì trong vòng 7 ngày không nhận được hàng cũng điện lại cho em. Tình hình dịch bệnh phức tạp nha mấy anh, nhiều khi tới mà nó không giao được. Thấy lại đi. Cố thấy đó. Rồi bên em có bán nè, nhớt 2 thì và nhớt 4 thì. Nhớt 4 thì là 1 lít 100 ngàn. Nhớt này là nhớt 2 thì ha. Tỷ lệ xăng pha nhớt vô nhớt 4 thì này là 1 lít xăng 40cc nhớt 2 thì ha. Và máy cái bình của em nó có tỷ lệ, có tỷ lệ mình đo nhớt 100 ngàn một bình nha mấy anh. 40, 20, 60 nè. Và khi hàng đi thì mấy anh nhớ chuẩn bị xăng với nhớt giùm em. Tới chỗ mình thử cho nhanh gọn lẹ nha mấy anh, để làm mất thời gian của shipper ha. Thì em khuyên là mấy anh nên mua một cái bình nhớt bên em. Tại vì cho đi theo máy là em bao ship ha, đừng sợ. Không có tốn phí ngàn nào chứ. Đó, thì tới chỗ thì mình cứ thử ha. Thì tỷ lệ xăng với nhớt thì mình đo theo cái bình này nó sẽ chuẩn hơn. Đó, tại vì bên em bán nó có cái này luôn ha. Cái mill để mình đo là rất là dễ. Rồi, bán cho mình cái gom cỏ hay là gọi là gom lúa nha mấy anh. Ha, 100 ngàn một cái. Gắn gần ở dưới đầu bò tới đó đó. Cắt tới đâu mình gom tới đó ha. Đó, gom cỏ hay gọi là gom lúa đi theo máy em bao ship luôn. Em nói nè, hàng tới chỗ em cho xem hàng mà shipper họ không cho mấy anh xem hàng thì mấy anh phải điện liền cho em ha, chứ đừng có mà do dự giận hờn không nhận hàng. Hoặc là mình thử mình giật mấy cái mà máy nó không nổ cũng điện liền cho em nha. Tại vì nhiều khi mình tay ngang cái mình lâu lâu sử dụng cái mình không biết cách khởi động máy ha, thì bên em sẽ hướng dẫn cho mình nổ máy rồi sử dụng máy như thế nào cho nó dễ và đơn giản. Và em khuyên nè, anh nào mà xài gia đình đó, khi mà mình xài rồi mình không xài nữa, không xài máy cái cỏ nữa, thì mấy anh đổ xăng ra ngoài giùm em đi. Chừng nào xài mình đổ vô là máy xài gắt bền, không có hư vật hư gì hết. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho mình coi ha. Cây đầu tiên là Rapid, máy rất đẹp nha. Lên ghe rồi giật đi. Cái máy đầu mày lúc đầu do chạy không giờ không nổ mấy anh, là do cái bugi nó bị ướt á, cho nên ông thợ ông tháo ra rồi ông bị ông lau khô cái gì để vừa là giật nó nhảy nổ ha. Thì cái đó là một trong những tình trạng của cây máy á, nhiều khi xăng nó lên nhiều quá nó bị ướt bugi thôi chứ không có gì. Rồi chứ máy thì chạy vẫn ngon lành. Thì như em mà lên dòng máy này thường thường em nói nè, chị em phụ nữ người già lớn tuổi là sử dụng tuốt tần tuột hết dòng máy này nha mấy anh. Tại vì đầu tiên là nó gọn nhẹ, rất là gọn nhẹ và tiết kiệm xăng ha. Và phát cỏ gia đình thì hết sảy luôn đó, ngon lạnh luôn. Mình xăng lớn nè, zin ha, rất đẹp, 22cc made in Japan, chế zin của anh bà rồ nha ha. Của anh bà rồ sẽ dập dưới đây tâm liền đó, tâm liền tâm nhựa công tắc nè, lên ra một tay cầm rồi đầu vào zin. Thì hệ máy này mấy anh nào thích để như gì thì em để cho, còn không thích thì mấy anh nói với em lên hai tay cầm miễn phí cho mình luôn nha.
có cái đế chứ nè, sân lớn mình không chạm đất luôn ha, quá rất đẹp. Rồi em lên xe 2, ít tiền. Cái này thì nó 32 ly, công suất là 22cc nha mấy anh ha. Chứ zin quanh bờ một kim nha, máy đẹp lắm mấy anh ơi, quá trời đẹp, tum nhôm nha, tum liền mà tum nhôm ha, ngon lành cành đào. Đây quanh bờ cho mình luôn đó, xe 2,5 triệu ha. Lên ga nè, công tắc nè, một tay cầm trắng cỏ zin, đầu bộ zin theo máy luôn ha mấy anh. Tên ấy để ý nha, cái trắng cỏ nó hợp tông với mỏ mình hơi bể rồi, nữa cho em bộ trắng cỏ mới cho mình. Ớt tin FS 2201 ha. Cái này nó có dập lóc không thấy nha, thấy giống này mà nó có hù à. Đó. Cái hệ này chạy cháy zin là bao tiết kiệm xăng nha mấy anh, cộm giống không thấy được cái hù. Rồi em sang C3, em nói C3 tức là mấy anh chốt C1 sang 2 C3, mấy anh báo giùm em cho đúng ngày nha, hôm nay là 20 tháng 11 nha mấy anh. Rồi mình giật máy đi, ngày lễ nhà chớp anh em. Máy này chạy cực khỏe ha. Đó, những cái hệ này mấy anh là đề đầu của Nhật á, áp sắt nè, chạy rất là giãn, cái tông cực kỳ dày. Máy này thì nó zin hết, zin có bình xăng con là em lên chế mới ha, bình xăng 2 kim. Đó. Công tắc nè. Tum gời luôn. 25 2501 ha. 1,5 triệu nha. Rồi hai tay cầm, rồi đầu vòi zin ha. Đây cái chân chống nó bằng sắt nữa nè, xịn sò luôn. Có thông số luôn ha. Máy này thì em bao cho mình xài phát cỏ keo, cỏ cứng, phát gốc gạ vậy đó. Mấy anh nào muốn cái máy vừa rẻ mà vừa khỏe mà vừa bền thì chốt con này giùm em. C4 test đi. Không phải nói cho hệ Robin không làm em thất vọng anh. Gà lên bao nhiêu cây là chạy khách chốt bao nhiêu cây, nó chạy giãn á. Máy này thì nó riêng hết trơn luôn nha mấy anh, mà em bán chỉ có 1,5 triệu thôi. C4 34 ly, 1,5 triệu ha, 26cc đó nè. Áo nó nè, không có được sáng, không có được đẹp ha, mà zin được cái zin hết ha mấy anh, tum nhôm luôn, tắt nè đó, 1,5 triệu. Hai tay cầm trắng cỏ zin, đầu bò zin. Trời ơi trắng cỏ nó bự chà bá luôn mấy anh ơi. Đây có cái chân, em có chân trống nè, mà em hay gọi là cái chân dịch đó mấy anh ha. Đó, C4 1,5 triệu ha, chạy cực là khỏe, phát áo cước là bao cà phê. C5 giật lại anh mạnh lên, giật lại mà con máy cua. Cái hệ này là có trợ lực nha, thì những cái bác nào mà đang theo dõi con đó, hay những anh nào mà sức khỏe không có cho phép đó, thì mấy anh có thể chốt những cây này, tại vì trợ lực giật nó nhẹ lắm anh, mà mẫu mã nó cũng gọn nữa ha, mà giá nó thì siêu là ưu đãi luôn. 1,5 triệu à ha. Cái này thì lên chế mới chứ 2 kim mà nha mấy anh, có cái đế bằng sắt nè, bình xăng lớn của mình luôn ha. Đó, tum liền, tum nhựa nha, nhớ giùm em đứng vị trí số 5 nha mấy anh. 24cc đó, hai tay cầm và trắng cỏ zin, đầu bò zin. Rồi công tắc của máy nằm ở đây ha, mẫu này nó cũng gọi tương đối gọi là đẹp đó, vừa dễ nhìn mà vừa xài luôn. Rồi em sang Huawei. Huawei xài động cơ của Mitsui TL nha mấy anh, mà cái này là Mitsui tên là 201 ha, có trợ lực nhẹ, chế 2 kim, chế zin quanh bờ rồ luôn ha, dễ chỉnh sửa mà nhảy nổi, tiết kiệm xăng, dễ mang, tung liền, tôi nhanh nha. Chữ Ryobi nè mấy anh, nó dập sau lưng luôn, thấy nó xịn sò chưa, áo này màu vàng ha, công tắc 1,5 triệu nha. Rồi hai tay cầm, đầu bò zin, trắng cỏ zin, ga với công tắc trên di đông nha, anh nào mà chuộng công tắc trên di đông thì mình tranh thủ chốt cái này giùm em nha mấy anh. Chế zin mà cái chế nó đẹp, dễ mang luôn.
Rồi lóc nó dập mắt in Japan ở đây ha, dập nổi luôn nè. Thông số thì ở bên đây đó, có nguyên cái đế bằng nhựa. Mình sang lớn luôn ha. Rồi em sang C7 Mitsubishi TB ha, 20. Chạy rất là giòn em anh, mà nó hơi ra khói xíu ha. Ra khói thứ nhất là nó mát máy chứ không có hư hao gì đâu, mà anh an tâm. Cái thứ hai là trong cái bô khói nó còn đóng một cái lớp khói mà ở bên Nhật người ta sử dụng, thì mình đốt cháy nhiên liệu nó ra khói rồi, khi nào nó hết đóng cái lớp đó mình đốt cháy nó tan hết thì hết khói, không có sao hết. Nhưng mà máy này mà nó không ra khói nữa thì nó sẽ rất là nguy hiểm ha, phải ra tí xíu khói mờ mờ cho nó mát xíu thì nó bôi trơn mít tông ha, không bị hư nọc. Đây Mitsubishi TB 20cc 30 ly, chế zin chế hai kim nha, tôm liền tôm nhựa nha mấy anh, trắng tư rất là đẹp, con 1,6 triệu à đó. Một tay cầm chẳng có zin nào bằng zin, cái này phiên bản zin của nó là như vậy ha. Ui da, có cái đế bằng nhựa. Mình sang lớn này, lóc dập mắt in Japan ha. Rồi anh nào chốt cái Mitsubishi TB này vừa xài vừa ngắm thì chốt giùm em. C8 Maru 23 ha, 32 ly. Rồi lại thêm một cây ra khói ha, mà không sao nha mấy anh. Nhiều anh mua máy về mà ra khói quá hoang mang, không dám mua mắc cười hoài. Nói chung á, em cũng thợ cũng được, chứ không phải là em nói em là thợ gì. Nhưng mà anh nào mà tin tưởng lời em nói thì mình tranh thủ mình chốt cái này ha. Những cái hệ máy mà ra khói này mát máy không sao nha. Máy này thì nó zin từ trên xuống dưới hết, trắng cỏ zin đầu vào zin, mà cái trắng cỏ nó hợp tông với màu áo nữa mấy anh. Phải nó đẹp, còn thiếu có cái thùng thôi. Hai tay cầm ha. Đó C8 32 ly 1,7 nha. Cái tâm nó nước sơn ghiên em, anh phủ một lớp bóng thôi đó mà nó đẹp, không chèn với nước sơn nó công tắc nè. Tem luôn đó. Cái này giống như người ta gọi là Maru 2 sừng á. Gà lóc dập mắt in Japan ha, hai cổng thun nè, còn rất là dày dặn luôn ha. Máy này ghiên hết 23cc 32 ly. Dòng Maru chạy siêu siêu tiết kiệm xăng nha, bền bỉ lắm nha mấy anh, tuổi thọ thì lại cao ha. Em hay nói đó, mà cái này mấy anh thấy đây phiên bản của nó, cái này là gọi là hoàng mỹ luôn, cái này rất đẹp, con 1,7 triệu. Rồi C9 kêu dít 26 260 265 đó. 26G là 26cc 34 ly ha. Giật hai cái liên tục giùm em rồi nó nổ rồi mấy anh ơi. Ví dụ một cái thì mình giật cho tôi nó thẳng ra rồi mình buông về ha, thì thường thường trợ lực này giật hai cái thì nó sẽ đúng hệ hơn. Giật trợ lực nha, trợ lực thì nó giật rất là nhẹ nha mấy anh, dạng có tua nó tua trả lại á. Áo này rất là đẹp ha, không cháy một miếng luôn. Bình xăng ra ngang vú ngang, đóng le thì bật lên, mở le thì bật xuống ha. Tâm này tâm liền, chạy nước sơn ở đây xíu ha mấy anh, mà về mặt tiền nó đẹp. 2 triệu C9 ha, ga với công tắc nè, một tay cầm chẳng có zin đâu, bỏ zin ha. Đó bình xăng lớn zin luôn, trắng tư luôn em anh, hệ này rất đẹp nha. Rồi C9 Echo ha, anh nào đang kiếm Echo thì mình tranh thủ mình chốt đi, cây này vừa đẹp vừa có trợ lực, công suất thì vừa tầm dễ sử dụng. Rồi em sang C10 Kawasaki TG 33 nha mấy anh, kiếm hồn muốn dí à. Nổ với máy cu le. Cái này 2,3 triệu nha mấy anh ha. Tới 36 ly lận. Em lên chế mới cho hai kim. Tum gòi, tum nhôm, tum lớn, bố lớn luôn nha mấy anh. 33cc lận, nó chạy bự lắm, bự luôn đó.
Anh nào mà đang đi kiếm mái to đi phát gừng, phát gãy, phát nông trại rồi đó, mình trồng cỏ nông trại rồi phát trâu cho bò ăn, lấy cái này hai tay cầm rồi đào bò Vin công tắc nè, 2.3 cho C10 rồi C11. Cái này có đề nha mấy anh, tranh thủ lên chốt nha. Đề 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 cơm mít su 26 34 ly. Đó, chế thì chế hai kim, chế zin, bình xăng lớn là bình xăng mới nha. Tum gầy, tum nhôm ha. Thì bên em bán cái máy này em sẽ tặng thêm cho mình một cục pin kèm một cục sạc. Quá trình mà mấy anh xài hết pin thì mấy anh lấy cái cục pin này ra mấy anh sạc ở ngoài nha, chứ không phải ghim trực tiếp như cục sạc điện thoại nha mấy anh. Em nói trước ha. 2.6. Đây nè. Này về đổ xăng pha nhớt vô xài ha, ngon lành cành đào đầu bò ghim, hai tay cầm. Thì em nói luôn mấy anh nhận máy á, thì mấy anh về mấy anh đổ xăng pha nhớt xong mấy anh khởi động máy, mấy anh giật giùm em trước tua đi, xong rồi từ đó sau mấy anh đề, tức là sáng thức dậy mấy anh có khởi động máy thì mấy anh giật trước đi, từ đó tới chiều thì mấy anh đề ha, để làm chi cho nó ổn định cái cục lửa sau ha, để nó hạn chế bị hư lửa, hay gọi là hư IC đó. Thì cái này thì em chỉ nói trước dặn như ngoài lề thôi nha mấy anh. Rồi 2.6 C11 C12 Xenon Komitsu 3/4. Công suất thì nó 34cc luôn nha mấy anh, máy này to ha, mà to mà có trợ lực, cho nên những anh nào mà đang kiếm máy to có trợ lực tranh thủ chốt nha. Đây là có lợi cho những anh mà đang đăng ký kênh của em đó ha, theo dõi kênh của em đó đó, không thể uống nha mấy anh. Cái này bình xăng lớn là bình xăng mới nha. Rồi chế thì chế hai kim, chế zin quanh bro, công lớn bố lớn xịn sò luôn nha mấy anh. Cái này máy quay đeo cũng được, cầm cũng được, và đặc biệt lát nó là lắp xay ha. Rồi đầu bò zin C12 34 ly 2.9 nha mấy anh, bao phí tới nhà phụ tùng đầy đủ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mai, tạm biệt.